Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Công đoàn phụng vụ thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu Kitô hiển dung, còn gọi là biến hình, tuần trầu lượt của giáo xứ Duyên Tục, lại trùng vào ngày mùng 8 tháng 3. Mùng 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ chứ không phải độc Việt Nam đâu. Việt Nam là mình là 20 tháng 10, còn đây quốc tế phụ nữ. Đức tôi xin mượn lời Đức Thánh Cha Francisco để chúc mừng các chị em phụ nữ. Xin chúc các chị em phụ nữ luôn luôn xinh đẹp và thánh thiện. Xinh đẹp và thánh thiện. Xin một tràng pháo tay để chúc mừng các chị em phụ nữ. Muốn xinh đẹp và thánh thiện thì cứ đến nhà thờ thôi. Nghe lời Chúa thì là xinh đẹp. Nên là có ai đó nói là cô nào chồng mắng chồng chê, đi thờ đi lễ chồng mê lại liền. Mà thật á, tôi thật, tôi có một vài trường hợp tôi thấy á, có những lúc mà chồng chán chồng chê mà cô này cô chịu khó đi thờ đi lễ, xong rồi đi làm việc lành phước đức, ví dụ như là đi làm cái bảo vệ sự sống ấy, chồng mê lại liền à, chồng nó quý luôn à, nó bảo ui rồi vợ con chồng này đạo đức lắm chạ, nó thờ đi lễ, nó hát, đọc sách thánh, làm giáo lý viên, xong là nó còn đi cái lòng Chúa thương xót, xong nó còn đi cả cái bảo vệ sự sống nữa cơ. Nên là cô nào chồng chán chồng chê, đi thờ đi lễ chồng mê lại liền. Đấy. Nên là cố gắng đi thờ lễ và lắng nghe lời Chúa hôm nay. Đây là con tay yêu dấu, các nghe nghe lời người. Câu hôm nay tôi muốn gửi đến quý cụ bà và anh chị em trong bài chia sẻ này, đó là lời của Chúa. Chúa Cha phán với các tông đồ hôm đó đang rất là buồn sầu, đang rất là thất vọng, đang rất là hoang mang trước cái việc Đức Giêsu tuyên bố Ngài sẽ phải lên Jerusalem, phải bắt, chịu đánh đòn, chịu đội mọ gai và chịu đóng đinh chết trên thập giá. Công buồn lắm, công buồn lắm, thất vọng lắm. Nhưng mà hôm nay được Chúa tỏ dung nhan của Ngài, người ta thường dịch là biến hình. Biến hình thì nó hay bị lẫn lộn. Biến hình người ta hiểu như Tôn Ngộ Không biến là con chó, biến là con mèo, biến là con rắn, biến là con voi, vân vân. Xem chim Tôn Ngộ Không đúng không? Tây Du Ký thích lắm, thích Tôn Ngộ Không nó biến lắm. Chúa Giêsu biến hình không phải thế. Chúa Giêsu biến đổi hình dạng, hay còn gọi là hiển dung, hay là bày tỏ vinh quang thần tính của Ngài. Thần tính của Đức Giêsu Kitô được giấu ở nơi cái bản tính nhân loại của Ngài, nghĩa là giấu trong thân xác này. Nếu lúc nào Chúa cung mặt sáng chói như mặt trời, mặt hôm nay là chói lọi như mặt trời nhá, áo trắng như tuyết, thì bố ông nào dám gặp. Tôi nói thật, bây giờ Chúa Giêsu mà hiện ra đây sáng lắng như mặt trời, cả nhà thờ chạy hết. Ôi cha xứ Duyên Tục đây mà mặt sáng lắng như mặt trời, ông ngồi xe ông lên núi này, ông gặp Chúa, ông biến hình à, mặt ông sáng lắng à, đến xuống núi ông phải che mặt đi ấy, dân nó khiếp à, nó sợ ấy. Nên bây giờ các ông các bà bây giờ mà lại thấy Chúa lại sáng láng như vậy, chả dám gặp. Nên Chúa nhập thể làm người, Chúa phải giấu cái bản tính Thiên Chúa, giấu vinh quang của Thiên Chúa. Vinh quang Thiên Chúa được bày tỏ rằng chói lọi và sáng láng trắng tinh, nên Chúa phải giấu bản tính của Thiên Chúa. Nên thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe có nói thế này: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ mình dứt khoát phải ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng hoàn toàn trút bỏ vinh quang, hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế, sống giống chúng ta. Còn nếu Chúa mà bày tỏ cái bản tính Thiên Chúa, Chúa trông thấy, Chúa biết hết à, trong lòng nghĩ gì biết hết, thì chả, nó thật không ai dám đến gần cơ. Đến ông biết rồi, tối hôm qua phạm tội ông biết luôn, tối hôm qua đánh bạc ông biết luôn, hôm kia đi uống rượu ông biết luôn, mấy bà cãi nhau chửi nhau nói xấu nhau biết luôn. Thế thì chả gì làm gì mà Chúa Giêsu đến tìm người tội lỗi nó chạy hết à. Nên Chúa phải giấu cái bản tính Thiên Chúa ở trong con người Chúa. Nên câu chuyện ngụy thư người ta kể Chúa Giêsu đi học vì giấu bản tính Thiên Chúa. Nếu Chúa vẽ các con vật ấy mà nó đầy đủ ấy, nó thành con vật sống luôn. Ví dụ vẽ con chim mà đủ là nó bay luôn. Thế hôm ấy Chúa Giêsu trong giờ tập vẽ, cô giáo bảo mỗi em hãy vẽ một con vật. Thế Chúa Giêsu vẽ con chim, Chúa Giêsu yêu hòa bình mà, vẽ con chim câu, chim hòa bình.
Thế chẳng may ấy, vẽ thì Ngài bảo là bây giờ vẽ nhưng mà vẽ đúng ấy, nó thành con chim nó bay thì chết mất, thì lộ bản tính Thiên Chúa ra mất. Nên Ngài có ý là không vẽ cái mắt của nó. Thế nhưng mà chẳng may ngày xưa mà đi học con à, đi học ngày xưa là có cái bút, có cái lọ mực này này, xong cái bút ke chấm vào đây, xong viết, chấm vào chẳng may Ngài chấm thế nào mà cái giọt mực rơi đúng vào mắt con chim. Thế là con chim bay 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 bay, cả lớp vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, ui sao Giê-xu giỏi thế nhỉ, làm phép lạ hay thế nhỉ. Nhưng mà đấy là ngụy thư, giáo hội không công nhận cái đấy. Đó, Chúa Giê-xu phải giấu. Nói chung bài phụ âm này nhiều điều phải nói lắm. Tại sao Chúa Giê-xu lại gặp hai ông Elia và Moi-se? Tại sao Chúa Giê-xu lại cấm các tông đồ không được nói cái việc biến hình này? Tại sao Chúa Giê-xu Kitô lại phải giấu bản tính Thiên Chúa? Nó nhiều điều phải học ở trong chỗ này. Nhưng hôm nay chúng ta chỉ nhấn mạnh một cái là cái mục đích biến hình của Chúa Giê-xu Kitô là để con người chúng ta khi gặp gian nan thử thách, các môn đệ khi gặp gian nan thử thách, khi gặp Chúa Giê-xu chịu đau khổ, vẫn nhìn ra nơi đó có khuôn mặt của Thiên Chúa ở trong đó, để mà vững tin, để vượt qua khó khăn thử thách trong cuộc đời. Và đặc biệt là muốn mặc khải cho chúng ta biết Đức Giê-xu Kitô mặc dù chịu đau khổ nhưng vẫn là Thiên Chúa, một Thiên Chúa tự hủy mình đi để đến sống với nhân loại chúng ta, và đặc biệt nhắc chúng ta hãy vâng nghe lời Người và biến đổi tâm hồn. Đến đây thấy giáo xứ Duyên Tục đúng là biến đổi, nên lại nhớ đến một cái câu của người khác, người ta hay nói đất có vàng không bằng làng có cụ. Đất có vàng không bằng làng có cụ nhá. Cụ đây là linh mục ấy. Đất có vàng không bằng làng có cụ. Nếu đất có vàng ấy, người ta có thể đúng là cũng quý, có quý, nhưng mà đôi khi có vàng rồi người ta xâu xé nhau, người ta cạnh tranh nhau, người ta có thể lìa xa nhau, người ta có thể chém giết nhau. Nhưng nếu làng có cụ mà có cả vàng nữa ấy, thì sẽ biến những con người đó thành những tấm lòng vàng. Tấm lòng vàng là những tấm lòng biết sống vì nhau, biết sống cho nhau và biết sống chia sẻ với nhau và xích lại gần nhau. Nên chúng ta mới thấy ở trong giáo xứ Duyên Tục này, từ khi có cụ về ở, mọi người xích lại gần nhau. Tại sao thế? Thưa, không xích lại gần nhau không trang trí được vậy đâu. Đầu lễ cha chủ tế có nói tổ chức thánh lễ một cái tốt đẹp như thế này. Giáo xứ Duyên Tục ít người tôi biết rồi, có họ với Lương Đống thôi. Sư Lương Đống 61 người, Duyên Tục mới được bao nhiêu người cũng biết, được trăm. Thế mà có thiếu nhi thánh giả, có huynh trưởng thì các nơi nó đến rồi. Mà trăng cờ từ ngoài kia trăng về cơ, trăng cờ từ ngoài kia trăng về. Riêng cái khoản đấy là phải hô động toàn bộ mọi người trong giáo xứ, không chừa một ai, để có thể đến đây để làm chuyện đó. Nhưng mà tôi thấy cái ban kèn với ban ca, tôi hỏi cha xứ, cha ơi, ban kèn ở đâu đấy? Ban kèn của con đấy. Chẳng ban kèn của con đấy. Duyên Tục tôi ngạc nhiên. Vào đây mấy thấy bà thổi kèn lại hát lễ, lại hát lễ. Thế là tôi với nảy làm câu thơ là, chị em Duyên Tục tuyệt vời, chị em Duyên Tục tuyệt vời, hai tay ba bếp còn tròi gạch cua. Ơi, ngày xưa hai tay ba bếp còn tròi gạch cua đấy, nó làm thế nhá. Vừa bỏ kèn ra cái thổi là hát, hát xong là về nhà lại tiếp khách, lại phải làm cơm cho chồng cho con. Nên là các ông ơi, hôm nay mùng 8 tháng 3, các ông cố gắng hy sinh á, nghe lời Chúa hy sinh ấy, quan tâm các bà đi. Không có con ông đọc cái này. Hôm nay mùng 8 tháng 3 tôi giặt hộ bà cái áo của tôi. Nếu bà còn nói lôi tôi giặt nốt cái quần của tôi cho bà. Thế nữa chứ. À, nghe lời Chúa là gì? Vậy các bà bận rộn nhé, cộng cố gắng để cộng tác, để hy sinh. Vác thập Chúa nói là hãy nghe lời Người. Lời Người đây là lời nào? Thưa, đọc dịch phúc âm lên một chút, các cha đọc dịch lên thì các cha biết ngay là Chúa Giê-xu nói ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày. Vác thập giá, vác thập giá để thập giá thành thánh giá, chứ không đừng để thập giá thành khổ giá. Các bố mà uống rượu nhiều ấy, xin lỗi, là các bố trở thành khổ giá của vợ con. Trẻ con hát
Thứ hai là ngày đầu tuần, bố hứa bố sẽ không say. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, ngày nào cũng say luy ti. Thứ sáu rồi đến thứ bảy, em thấy bố vẫn cứ say. Chủ nhật cả nhà buồn thiu vì bố say suốt tuần. Thế là khổ giá rồi, khổ giá rồi đó. Chú nói em phát thật ra mình là công việc hàng ngày vợ chồng quan tâm đến nhau. Và cái từ bỏ mình nó quan trọng lắm. Từ bỏ mình quan trọng lắm. Từ bỏ cái tôi này này, chứ từ bỏ những cái khác thì còn được. Nhưng từ bỏ cái tôi cực kỳ khó. Hai vợ chồng ngồi xem tivi với nhau, xem tivi với nhau, tự nhiên con chuột nó chạy qua. Ông chồng bảo ôi con chuột nó trong tủ nó chạy ra. Vợ bảo ơi con mắt như mù, con chuột nó từ chạm nó chạy ra chứ. Thế là hai vợ chồng cãi nhau. Cái nhà có mỗi con chuột đây. Một đằng thì bảo dứt khoát con chuột trong tủ, một đằng bảo dứt khoát con chuột cái chạn nó chạy ra. Hai bên cái tôi nó lớn, không chịu thua nhau. Và cãi nhau ỏm tỏi. Cãi nhau bắt đầu với lôi ra, các bà thì nhớ lắm. Các chuyện mà lỗi của công thì các bà lớn cực luôn. Mùa chay đến nơi rồi, có Đức Cha Khảm để cho khuyên thế này. Ông nào muốn xét mình cho nên, trước khi đi xưng tội, chọc cho bà tức. Thế là bà kể các tội công ra, đỡ phải xét mình. Nói vậy thôi. Những phụ nữ nó nhớ lắm à. Thế là đôi bên cãi nhau. Cãi nhau đến nỗi mà xin ly dị cơ mà. Ui dồi, thế vào may vòng cha xứ đến làng có cụ nó hay thế. Cha khuyên được con ơi, nhớ lại đi, hôm mà trước bàn thờ, khi thịnh vượng cũng lúc gian nan, khi mạnh khỏe lúc đau yếu, thầy yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời. Nhớ lại đi, có mỗi con chuột nó chạy qua có được cái gì đâu. Nó để cho cái trắng trắng ở lại anh có cái gì đâu mà phải cãi nhau như thế nhỉ. Con nên cố gắng đi, hy sinh vì nhau đi, vác thập giá cho nhau đi. Thế là đôi bên làm hòa, bắt tay làm hòa xong thì mới mời cha xứ với ban hội đồng giáo xứ, bố mẹ đôi bên. Dạ, lâu lắm đến nay vợ chồng con chiến tranh lạnh cũng có lúc chiến tranh nóng, và hôm nay vợ chồng con là đoàn tụ với nhau đẹp đẽ rồi, thì con xin mời cha với mời ông trùm với bố mẹ đôi bên đến liên hoan cho con cho nó vui. Làm bữa khá lắm. Xong rồi, cha với mọi người sang bên này ngồi uống nước. Chị vừa rót nước chị nói, con nói thật với cha với ông trùm mọi người chứ, hôm ấy rõ ràng con chuột nó trong chạm nó chui ra. Lại cãi nhau tiếp. Cha xứ lại phải vào việc. Cũng may. Rồi sau đó rồi đôi bên nó hiểu ra vấn đề. Làng có cụ nó hay đấy, người ta chết bọn nhau. Này, đó, và nhớ nghe lời Chúa, từ bỏ chính mình, vác thập giá nó hay lắm. Vác thập giá theo Chúa, thập giá là gì? Thập giá là tình yêu. Làm tất cả mọi việc trong tình yêu mến. Làm cái trang trí nhà thờ này, thổi cơm, nấu nước, quét nhà, giặt giũ, đi học, đi hành. Nếu làm vì tình yêu nó có giá trị thành thánh giá. Nên Chúa mời gọi hôm nay, tôi chỉ mới xin quý cụ ông bà chị em nhớ tôi mỗi câu là: các ngươi hãy nghe lời người, từ bỏ chính mình, vác thập giá theo chân Chúa. Đường tình nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, có đau khổ, có vất vả mới có vinh quang. Chúa hôm nay nói có vất vả mới có vinh quang. Không vất vả thì không thể nào có cái nhà thờ này. Không vất vả không thể nào có trang trí kia. Không vất vả thì không thể nào có cơ sở khang trang thế này được. Vất vả hy sinh, nhưng cái hy sinh đó rất đem vinh quang cho chúng ta. Xin kể một câu chuyện nữa rồi kết thúc. Một đoàn người đi lên trên núi, nghe nói trên núi đó có một cao nhân. Cao nhân này mà đến nơi ấy, mà muốn xin gì ông cho đấy. Thế là mọi người kéo đến đông lắm. Nhưng mà ở dưới chân núi người ta đề một chữ thế này: những ai lên núi xin cầm mỗi người vài viên đá lên đấy. Mấy ông đại gia mà ui giời ơi, đá đủng, cầm lên núi để làm gì? Núi đầy đá, cầm lên núi làm gì? Một số người bảo thôi thì ông bảo cầm, ta cầm lấy viên lên trên đấy. Nhưng người khác bảo không, ông nói như thế thì trong có ý, nên là những người đó đút đầy hai túi quần, hai túi áo, khệ nệ đem lên. Mấy người thì đi không, bảo ôi giời, đúng là bọn mày vớ vẩn. Nghe vậy mà nghe ông này cầm đá lên núi, đúng là vớ vẩn, chở củi về rừng. Thế là khi lên đỉnh núi thì bỗng từ trong núi có tiếng nói ra: những ai đã cầm viên đá ở trong túi thì tất cả những viên đá đó sẽ biến thành những cục vàng.
Úi giời ơi, mấy cái người mà không cầm, úi giời khổ thân tôi không. Tôi dại thế, biết thế tôi cầm ít thì có phải hay không? Mấy người cầm ít bảo, úi giời giá mà tôi cầm đầy túi có phải hay không? Mấy người cầm đầy túi bảo, giá tôi lấy vạt áo tôi cầm đi có phải hay không? Nghe lời, vất vả, hy sinh, gian khổ sẽ có những thành công mỹ mãn, đặc biệt là đối với chúng ta. Và hôm nay, giáo sư Duyên Tục chúng ta cùng cầu xin Chúa, xin cho những người đi đạo và xin cho giáo sư Duyên Tục mỗi ngày biến đổi từ bên trong ra bên ngoài, biến đổi từ gia đình tới nhà thờ, biến đổi từ trong nhà thờ đến ngoài xã hội, để nơi đây giáo sư Duyên Tục này thực sự là đỉnh núi, nơi tỏa sáng dung nhan của Chúa cho mọi người, vì chúng ta nghe lời Chúa và yêu thương nhau, mong được như vậy. Amen.